Từ đó hàng năm Quệ vẫn ngóng trông xuống nhân gian xem hội trăng, xem trung thu ngày đội đoàn viên. Trẻ em nô nức, còn Quệ thì vẫn lẻ loi bên cây đa năm nào. Kìa các bạn ơi, các bạn thấy các bạn nhỏ vui Tết đoàn viên có đông chưa kìa? Và bây giờ đây, hãy cùng chào đón tiết mục tiếp theo, trung thu đoàn viên. Một buổi sáng tinh mơ như thường lệ, Quệ vắt diều vào rừng sâu đốn củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Quệ bỗng giật mình trông thấy ba chú hổ con nằm bất tỉnh. Hai con, ba con hổ con. Ôi, ôi, hình như là. Ôi, hình như là hổ chết rồi hay sao ấy? Không nói được. Ôi, hình như là lũ hổ này bất tỉnh rồi hay sao ấy? Thiếu gọi đi Hiếu. Người kia, ôi. Sao người dám làm hại con của ta? Ta bị oan. Mau lên khỏi đây. Cứu ta với, cứu ta với. Con của ta, ôi, các con của ta mau tỉnh lại đi, thật là đáng thương. À, ta có cây thuốc quý này, các con chờ ta một lát nhé, chờ ta một lát. Đây là cây thuốc quý, chỉ cần uống vào là các con sẽ mau tỉnh lại thôi. Mau uống đi nào hổ anh, hổ em và hổ út này. Wow, các con đã tỉnh lại rồi. Chúng ta mau đi khỏi đây thôi con. Ở đây không còn an toàn nữa. Đi thôi. Đi thôi. Rõ ràng là lũ hổ con đã chết rồi. Thế mà bằng lá này thì lũ hổ con đã sống lại được. Chắc đây là cây thuốc quý đây mà. Mình phải đem về nhà trồng mới được. Cửa Giang sống. Biết này cứ nói được. Trên đường về, Quệ gặp một bà lão nằm bất tỉnh trên bãi cỏ. Ôi, bà ơi, bà làm sao thế này, bà ơi. Ôi, hình như. Bà ơi, bà chờ con nhé. Ôi, bà ơi. Ôi, may quá, bà tỉnh lại rồi. Ôi, sao thế này? Sao tôi lại tỉnh rồi à? Cậu đã cứu tôi sao? Bà ơi, không phải con cứu sống bà đâu. Bà sống lại được là nhờ cây thuốc quý này này. Ôi, cậu lấy cây thuốc quý này ở đâu? Ở đâu? Con vào rừng đốn củi, thấy hổ mẹ dùng lá này để cứu sống lũ hổ con đấy ạ. Đây là trời ban cho cậu đấy, ban cho cậu cây thuốc quý này để cứu người đấy. Cậu hãy đem về và tưới tắm cho cẩn thận. Không được tưới bằng nước bẩn, nhớ là phải tưới bằng nước sạch, cậu biết chưa? Dạ vâng. Nếu cậu tưới bằng nước bẩn, cây sẽ bay lên trời mãi mãi đấy. Dạ vâng, con nhớ rồi. Con cảm ơn bà, con chào bà. Quệ đem cây về nhà trồng ở góc vườn, luôn nhớ lời ông lão dặn, chăm cây cẩn thận, ngày nào cũng tưới cây bằng nước sạch để cây tươi tốt cứu người. Cây ơi, cây mau lớn nhá. Cây ơi, cây mau lớn nào.
Từ ngày có cây thuốc quý, Cuội cứu được rất nhiều người. Tiếng đồn lan đi khắp nơi. Một lần khác, có phú bà hớt hải chạy sang tìm Cuội. Cuội! Cuội ơi! Cuội ơi! Cậu có nhà không Cuội ơi? Cậu đâu rồi nhờ Cuội nhờ? Ôi! Các bạn ơi! Các bạn có thấy Cuội đâu không? Cuội đâu nhờ? Ôi dồi ôi! Cậu ơi cậu! Tôi rồi. Bảo này! Có chuyện gì vậy phú bà? Cô con gái nhà tôi chẳng may nó chảy chân chết đuối. Giờ tôi chẳng biết trông vào ai cả. Cậu giúp tôi chuyến này đi nhá. Được, được. Tôi sẽ giúp bà. Bà chờ tôi một chút. Mau mau lên cậu. Đi. Đâu? Đây, lại đâu? Theo tôi. Nhà tôi ở làng bên. Nhà tôi làng bên cậu ạ. Xà tít ở kia cả. Ủa, xà tít đằng bên kia. Đâu rồi? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Bên trái cậu ơi. Đâu bên làng? Đây. Cô con gái tôi đây này. Cậu xem giúp tôi. Đâu? Bà để tôi. Bà để tôi. Em cậu ơi. Bà sang bên này đi. Ủa, sao nó chưa tỉnh lại à cậu? Chắc là một lúc nữa bà. Con ơi. Ủa, may quá. Nó tỉnh lại rồi Cuội ạ. Con gái ta thật là may mắn. May mà có Cuội cứu giúp. Mẹ con ta biết lấy gì về đền đáp Cuội bây giờ? Tôi có cây thuốc quý này là nhờ trời cho. Tôi không màng danh lợi gì cả. Về làm vợ để lâng khăn sửa ví cho anh có được không ạ? Ta biết Cuội là chàng trai tốt. Thế ý Cuội sao ạ Cuội? Tôi đồng ý ạ. Vậy từ nay hai con sẽ nên duyên vợ chồng. Kể từ đó hai vợ chồng Cuội sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Đây là người đấy. Nàng nước đi. Mời chàng. Ta đi nhá, ta phải dừng hóc cửa thôi. Một hôm, trong khi Cuội đi vắng, có kẻ lạ qua nhà. Thằng Cuội đâu rồi? Thằng Cuội đi vắng rồi. Thằng Cuội đi vắng rồi. Ta con mụ này ở nhà một mình ư? Con mụ này đang làm gì? À, có một mình ở nhà thôi. Ủa kìa, ai vậy? Nhà cửa có bao nhiêu vàng bạc trông cửa trắng đó. Mụ kia, ta là cướp đây. Ôi, nhà cười. Người là nhà ai cười. Vậy? Ta là cướp đây. Ôi. Nhà người có bao nhiêu vàng bạc châu báu mang hết ra đây cho ta. Tha cho ta, nhà ta chả có gì cả. Chỉ có một túp lều tranh và hai trái tim vàng này thôi. Nếu không có vàng bạc thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Không. Ôi, mụ ơi. Mụ ơi. Mụ ta giả chết à các bạn ơi? Chết thật rồi. Ôi, mụ ta chết thật rồi. Ta giết người rồi. Ta giết người rồi. Ta phải tẩu thoát thôi. Nàng ơi. Nàng ơi, ta về rồi đây. Nàng ơi. Ôi giời, có chuyện gì xảy ra thế này? Nàng ơi. Nàng ơi, ôi, bây giờ là thế nào bây giờ? À, nhà mình có cây thuốc quý mà. Nàng ơi,
Ở nhà có chuyện gì xảy ra thế ạ? Ôi, thiếp đau đầu quá. Thiếp cũng không nhớ nữa. Được rồi, đi. Ta sẽ dìu nàng về nghỉ. Sau hai lần bất tỉnh, kể từ đó, cô vợ cũng trở nên đãng trí. Chồng dặn một đằng, lại làm một nẻo. Xe chỉ ấy mây kim em luồn kim, ấy mây kim em luồn kim. Nàng ơi! Rồi nàng ơi! Ngồi. Nàng ơi! Nghe ta dặn đây này, bây giờ ta phải vào rừng đốn củi. Nàng ở nhà nhớ tưới cho cây ở góc vườn kia bằng nước sạch, nhớ chưa? Cây ở góc vườn kia kìa, tưới bằng nước sạch. Em nhớ rồi. Nhớ nhá, ta đi đây. Em chào quậy. Anh quậy đi rồi, anh quậy đi làm rồi các bạn ơi. Nhưng khi đi anh quậy dặn mình cái gì nhở? Ôi, đầu mình đau quá, mình chẳng nhớ gì nữa. Anh quậy dặn cái gì các bạn ơi? Anh quậy dặn cho gà ăn, nhưng mà cho gà ăn gì nhỉ? Đúng rồi, cho gà ăn ớt. Một quả này, hai quả này, ba quả này. Ôi, gà ăn no rồi các bạn ạ. Ôi các bạn ơi, mình dẫm vào phân gà mất rồi. Ôi, chân mình bẩn quá, mình phải đi rửa chân mới được. À, đây rồi, có chậu nước đây rồi. Mình rửa chân này. Ôi, chân mình sạch rồi các bạn ạ. Nhưng anh quậy còn dặn cái gì nữa nhỉ? Sao mình không nhớ? Các bạn ơi, anh quậy dặn cái gì ạ? Anh quậy dặn tưới nước cho cây. Đây rồi, vừa có chậu nước, mình mới rửa chân xong, mình tưới ngay mới được. Tưới này. Ôi, cây làm sao vậy? Cây của tôi. Cây ơi. Anh quậy. Ôi, mình lại quên tưới nước bẩn vào cây mất rồi. Anh quậy ơi. Cái cây kéo dần lên đến cung trăng, kéo theo cả anh quậy. Kể từ đó, quậy ở trên cung trăng với cái cây quý của mình. Mỗi năm, cây chỉ rụng xuống có một lá.